Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuần Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hola. Hola, chị chào cảm ơn tôi là bạn rồi. Hola, chào mừng anh tôi là anh Tuấn. Cảm ơn. Hola, chị là chị. À, đây là bạn tài xế của nhà mình nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại con đường tuyến đường mà từ tỉnh mình đi lên trên thành phố ấy. Cái xe hiện tại là cái xe Camel của mình ấy, xe tải ben của mình là đang bị hỏng á mọi người. Thì ở dưới nông trại mình cũng không thể mà ghi hình lại cho mọi người xem được ấy. Thì hôm nay thì đưa cả thêm cả bạn giới với cả Antonio đi học việc các mọi người, thì mình sẽ ghi hình lại một chút cho mọi người xem. Xem mình trục trặc về cái máy ơi, thì mình cũng đã đưa đồ xuống đây rồi, chỉ gọi là tháo ra và lắp vào nữa là ok thôi. Ở đây thì mình đang ở ngay chỗ cái khu vực đường nên là xe họ đi qua rất là ồn, nên thì âm thanh, chất lượng âm thanh thì sẽ không được tốt, mong mọi người thông cảm nhé. Đấy. Yeah, tá bom. Vamos levar a coisa. Tira isso. Gasolina, a gasóleo. Yeah. Não, aquele. Primeiro tira ainda, yeah? Primeiro tira ainda. Vamos, fazer, vem. Cho bà giới ngày hôm nay là cho bà giới đi phụ việc luôn mọi người. Vem. Bà tê tira isso. Hiện tại thì cái xe của mình là bị phân này mọi người này, ở trong đấy thì nó bây giờ là cần phải tháo ra ấy, để xem thử coi là nó bị vấn đề gì bên trong ấy. Mình thì mình cũng có đưa cả cái nguyên cả cái cụm này xuống ấy để mà thay thế luôn, còn cái này về hư hỏng cái gì thì mình sẽ tiến hành thay thế sau ấy. À, bây giờ agora mete isso também, bater, bater. Outro lado também bater nesse lado já, entendeu? Ya, yeah, aumenta aquel, bate otro lado. Antonio pega acá. Sáng nay thì bàn tay xế của mình nha, bạn cũng đã tháo bánh ra rồi mọi người, tháo và kiểm tra cái nắp này này. Đấy. Để kiểm tra là con nhiệt cầu hay là không ấy. Thì toàn bộ là đang con nhưng mà nó bị trục trặc cái vấn đề ở cái máy ơi ấy. Thì bây giờ mình đang tháo ra xem kiểm tra xem nó bị cái gì. Nói chung là hôm nay bất đắc dĩ thì mình phải ghi hình lại cho mọi người xem về những cái cảnh mà như thế này. Xe cổ đợt này nói chung là xuống cấp rồi ấy, nên là thường xuyên nó hư hỏng ấy. Sửa chỗ này thì nó lại hỏng chỗ khác các mọi người, nó bị rất là nhiều vấn đề luôn. Bate cada pouco. Não, assim. Aqui também, aqui também. Cada lado um bocadinho, já? Bate, vai. Todo aprender mecânico, é? Olha, aprendi um bocado. Aquele dia já foi comigo, né? Hôm nay thì Careca là cũng đã ở trên nhà bố vừa quay về rồi mọi người ạ. Ở trên đấy thì bạn ấy về thì bạn cũng khá là mệt mỏi ấy, nên là mình cũng để cho bạn ở nhà sắp xếp về công việc, quản lý công việc ở nhà, còn đưa Antonio đi. Mấy ngày mà bạn Careca đi lên trên chỗ tỉnh ủy ấy, trên chỗ nhà bố vừa ấy, thì công việc ở dưới nông trại mình cũng giao cho bạn Antonio quản lý đấy. Mình để xem thử coi bạn quản lý như thế nào ấy. Cho bạn này, nói chung là mình giao toàn bộ việc cho bạn ấy rồi, bạn chỉ có coi là xem này thôi á, trông nom ở dưới đây thôi. Nó say hiểu. Thank you.
vì cái phần này nè mọi người. Đấy. Làm nghề sửa xe này là nó không lúc nào là cũng gọi là tay nhợt với dâu với mờ thôi. Đã bỏ, đã về. Vậy thì ra có duy qua kỹ á. Làm bên gasoline, gasol, metil lava ra. Isso acho também bom, né? Aí não tem nenhum problema na câmera. Agora estou tirando o pneu. Quando levantou o macaco, fiquei a fazer girar, estava de novo rijo. Tirei a tampa. Puxar aquele? Yeah, tirei o ferro, o boi, se mexo. Antes até de eu tirar, eu já dei conta aqui. Está dessa forma mesmo. Não, mete aí. Mete lá para lavar bem. Mình có một cái này là cái củ của mình này. Eu poderia ir carregar assim, andar de carro. Caminhar aquele lado para estragar, tipo da vez passada. Sim. Yeah, por isso é que eu parei. Tá bom, pensa bem. Đấy, máy là anh trai của nhà mình, anh cũng kịp dừng xe lại mọi người. Để kiểu như mấy bữa nay là cái xe của mình nó nói chung là hay trục trặc quá ấy. Nên là mình cũng bảo bạn ấy là cứ chạy một khoảng thời gian này thì là bạn ấy sẽ dừng lại để mà kiểm tra xem thử bánh đô nó như thế nào ấy. Đấy. Máy là dừng kịp thời chứ không chứ kịp thời là nó sẽ phá cả toàn bộ bên trong luôn. Nó phá rất là nhiều thứ. Aí atrás tem, tem coisa. Mas você sabe tirar fazer quê? Sabe tirar o gasóleo fazer quê? Pra lavar. Agora fura primeiro, né? Já foi. Chave frenda. Tá aí. A grande, tá aí onde tá o pneu. Chave de frenda, ali lá em cima. Onde tá a cabeça? Yeah, não tá hoje. Yeah. Tá pedindo chave frenda agora falar coisa. Você tem problema, né? Essa aí quando chegar em casa, depois com mais calma, desmonta ainda. Pra ver se dá pra trocar. Pra poder comprar outra coisa. Isso assim. Aqui pode ficar ali. É, pra reservar, né? Vou cortar um bocadinho aqui. Antônio, usa isso lá vai. Lavar depois, tá vendo? Tira a terra aqui. Isso. Né? Tira o lixo aqui. Depois vira despejar, né? Sim. Cozinheiro agora, mecânico. Né? Xe của mình là chở vật liệu, mọi người. Nào thì cạt sỏi. Rồi thì đá rồi những cái bột mà để làm gạch ấy. Ở bên này thì thường làm gạch là họ dùng cái bột gọi là bột đá mọi người. Đấy, cái bột đấy thì làm gạch nó rất là cứng cáp luôn. Từ chỗ thành phố mà lên đây là cách 80 cây mọi người. 80 cây đấy. Ở dưới đấy lên đây để lấy cái bột để về làm gạch ấy. Bột thì nó cái mỏ bột ra thì nó ở phía dưới này đây này, cách đây khoảng tầm độ 4 cây nữa là tới chỗ đấy. Vá bem já, se tem área, ele vai gastar saga, já tudo coisa tem que limpar, hum? Sim. Ya mecánico. Neto Antonio. Bữa nay thì mình sẽ dạy cho cả bạn nghe mọi người.
Để khi nào mà xe có trục trặc gì thì đưa các bạn đi ra thì mình cũng có thể ghi hình lại cho mọi người xem ấy. Nhà mình vừa mới sửa xong xe mọi người ạ. Sửa xong xe thì cũng khá là tối rồi nên là mình với cả các bạn ấy là sẽ ghé vào một cái quán ở đây, một cái chợ đấy, một cái chợ nhỏ nhỏ ở cái ngay cái chỗ cái tuyến đường mà ở dưới tỉnh mình lên đấy, thì ghé vào đây để ăn tối luôn. Tại vì cũng khá là muộn rồi mọi người. Ở cái chợ này thì có những cái sạp chợ nhỏ nhỏ thì chút nữa là mình sẽ vào review cho mọi người xem nhé. Ở đây thì xung quanh đây là hầu như là những người tài xế mọi người, là họ sẽ dừng xe vào đây này, đấy. Chẳng hạn như sau mình đây này, những người tài xế mà lái xe đường dài, chẳng hạn như xe bồn này, xe đầu kéo này, xe công, xe ben này, cả kiểu đấy là họ sẽ ghé vào chỗ này để dừng ăn này. Đấy, xung quanh của mình đây này mọi người, đấy. Sau mình đây này. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng tính đi vào trong chợ này ghi hình sớm với mọi người để cho nó sáng sủa, nhưng mà tại vì xe cố làm không kịp ấy, nên là nó tối mất. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong này ăn nha mọi người. Ở trong này thì nhà mình cũng gọi đồ ăn đây. Trong này thì có những cái món đấy. Trong này thì sáng này. Đấy. Ở trong này thì có những cái món ăn như là phun thôi. Phun ăn với cả thịt bò này. Ngoài ra thì còn có cả là thịt như kiểu thịt thú rừng đó mọi người. Anh nó tên. Đây là món cái gì đây nhỉ? Đã sao mà kê gì xử? Paca. Paca với đây là thường thì họ nấu với cả những cái món như kiểu là kizaka với cả cái gì nhỉ? Là sắn này, rồi thì là bí này nọ ấy, nhưng mà chắc là hết rồi. Bây giờ thì họ nấu với cả là cải ấy mọi người. Là cuya này phải sao? Là cuya boss. Mùi, carne mình cơ bò. Đây là thịt thú rừng con rúi á mọi người. Bạn chơi với cả là Antonio ngày hôm nay là cũng khá là mệt đấy, đi theo mình ấy. Tá ver, mecânico não é fácil. Né? Tá cansado muito, né? É trabalho, chefe. É. Tá cansado. É nessa hora ainda cedo. Naquele dia eu comprei já. 22 horas, 21 horas, 23 horas. Assim, caro, estragar tem que fazer. Toma, Vini. Ok. Mas é como é que é? Tudo é carne de paca. Tudo carne de paca. Ele não tem isso? Qual? Isso. Ah, esse prato saiu aí. Como se quer? Ou para quem mais?
Já, vamos sair aqui. Aquele aí saindo. Ah, tipo não tem. Ele acabou a verdura. Đây, cái này là cũng lấy ở bên kia mọi người. Cái cửa hàng của bác này thì là không còn cái rau nữa ấy, nên là phải lấy ở bên của cái cửa hàng khác ấy. Chào quý à. Bữa tương ngon. Rất là ngon. Bây giờ sao thì rất là ngon. Rất là ngon. É muito bom. Mình sẽ chờ cái đồ ăn của bạn cameraman nữa là mình sẽ. Yeah, bớt được xin. Một cái đĩa đồ ăn ở đây thì nó có cái giá là 2.000 quán mọi người ạ. Thì là sẽ được hai miếng thịt to như thế này, hai miếng thịt thịt rúi á, thịt rừng ấy. Và ra thì vẫn có chế với thịt bò ấy. Đấy, với cả là một cái rượu phun như thế này này, thêm với cả rau, với cả là cây rau đấy. Nói chung là mình mới thử thì ăn rất là ngon. Này, bà dê. Vâng. Ngon. Rất là ngon đấy. Này. Các bạn ở bên này thì hầu như không có được ăn những cái món như thế này nhiều đâu, bởi vì là nó rất là mắc á mọi người. Thịt rừng thì nó mắc, khá là mắc. Tất cả là một bữa ăn như thế này thì có giá 2.000 thì sẽ tốn kém rất là nhiều. Có mấy đề vào cơ à? Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng cái video ở đây để mà cho các bạn ăn nha mọi người. Đi xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Hola! Ciao!